Nhà thuốc Đông y Khương Chờ thảo dược vùng Tây Bắc. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình của Khương Chờ. Hôm nay Khương Chờ giới thiệu các bạn một cây thuốc có tên là cây thù lưu. Thù lưu thì có hai loại các bạn nhé, một loại thù lưu đực và một loại thù lưu cái. Cây thù lưu lưu cái gọi là thù lưu cái thì nó là cây tầm bóp. Còn cây này gọi là cây thù lưu đực, nhưng mà cây này quả và cây thù lưu cái khác nhau các bạn ạ. Cây thù lưu cái thì quả nó như cái lồng đèn ấy, người ta gọi là cây lồng đèn. Còn cây này thì người ta gọi là thù lưu đực bởi vì quả nó nhỏ. Khi nó chín có màu đen như thế này các bạn nhé, quả của cây thù lưu đực chín màu đen như thế này. Nhưng cây thù lưu cái thì nó như cái lồng đèn ấy. Đấy, cho nên người ta gọi là cây kia người ta gọi là cây lồng đèn. Còn cây này có người gọi là cây tầm bóp, dầu tầm bóp các bạn. Cây thù lưu đực và cây thù lưu cái là cây lá mọc so le các bạn nhé. Toàn thân có rãnh chạy dọc, thân thảo cao từ 40 đến 50 cm chứ không cao hơn các bạn nhé. Rồi nó tự ngả ra. Cả hai mặt lá cây này đều không có lông mép, có răng cưa. Cây thù lưu làm cây thuốc dùng để đắp những nơi bị thương, bị ngã, dập bầm tím nhé. Tôi giới thiệu các bạn cách dùng này. Bạn lấy một nắm lá cái thù lưu này về giã nhỏ, cho mấy hột muối và vắt nước cốt uống, còn bã đắp lên những nơi bị dập bầm tím. Ngoài đắp dập bầm tím, cái thù lưu này còn là một vị thuốc để chữa bệnh gan to các bạn nhé, gan sưng to. Tôi giới thiệu luôn các bạn bài thuốc gan sưng to này. Cây thù lưu một nắm, cây thiên thảo một nắm, cây cổ bình một nắm, cỏ mộc tặc một nắm, cây chỉ thiên các bạn nhé một nắm, cây nhó đông một nắm, tất cả bằng này vị các bạn làm thành một thang thuốc cho bệnh nhân bị gan to các bạn nhé. Nhưng phải uống trong vòng khoảng 15 đến 20 ngày thì bệnh mới thiên giảm và đỡ hẳn các bạn ạ. Nhưng cây này trong sách của giáo sư Đỗ Tất Lợi có nói rất độc với lại con dê các bạn nhé, cho nên là con dê không ăn được cái này. Mà ta có nấu canh thịt dê thì cũng không nên nấu với lại cái lá thù lưu này, thịt dê không nên nấu với lá này. Nếu các bạn muốn kiểm chứng xem lời Khương Chờ nói đúng không, các bạn vào trong sách của Đỗ Tất Lợi tái bản lần thứ tư năm 1986 nhé, xem có đúng là cây này độc với dê nhé, cho nên con dê ít khi ăn cây này lắm. Xin chào các bạn nhé.